Bích 250 á, mua đi. Hả? Hết hồn trời. Ô. Này của ai, cái này của anh? À của anh Minh đó. Anh cởi này đi hàng lại thật. Đây. Cho em cái. Anh Minh sao quán vậy anh Minh? Xong rồi. À, cái này với lại cái đâu? Ba con My Store của em á. Đổi được Badger đô la với lại CV hồng mới ghê chứ. Nhức đầu quá. Nhức đầu quá, có nên đổi không Tuấn? Hả? Có nên đổi không? Đưa thầy, lại cho em đi. Thầy bán con 40 ngàn. Thế ý em sao? Đổi đi. Đổi không? Đổi về lại quay vậy. Quay vậy. Quay vậy. Quay quen quá. Vinh. Em đổi con. Để cuối giờ. Không chết luôn. Em trả lại anh Minh. Chứ còn đâu màu đất nhưng mà không được màu được. Có chỉ còn
I'm just looking forward to this one from you. I will, if I'm from Indonesia, I bring many. No worry. Can swap. But I'm just worried about the price. The price is like that. Expensive. Yeah. Quite expensive. Now, quiet lah. So what he asked you? Yeah. Ông hỏi gì đó? You were doing sale to the Ferrari 5 yeah. Yeah. Same price. How much you buy here? I think it's still new, right? 5 pack. Yeah. New. How much here? 179,000. That's the price. That's the price. You said the same price. Yeah, same price lah. Okay. Because it's very new. Yeah. Này cũng bình thường. Okay, không bán 170,000. Khi nào? Một cái rồi. Come on, eat, eat. Không bán 170,000. Bằng. Ok, cứng rồi sao rồi? Nhiều lắm các bạn. Vậy cứng xe nó mới được. Phải tắm nước không? Anh nói hôm nay đi là món ăn tầm nhìn mà. Cái thằng mà nhận mà được á, mình đăng lên mạng. Yeah. Yeah. You wanna drink it? Okay. Nếu mà nó không vô, nó sẽ nhận nó không lấy. I told you, big sell.